Thú vị vậy các bạn, khi tiết trời se lạnh, thời tiết chuyển mùa cũng là báo hiệu mùa Tết đang về. Và thời điểm này thì các tiểu thương tại các đô thị đang chuẩn bị hàng hóa để phục vụ cho Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Và ngay bây giờ thì chương trình Đời Sống Đô Thị xin được mời quý khán giả cùng hòa nhịp vào không khí chuẩn bị hàng hóa Tết phục vụ cho Tết Nguyên Đán của các tiểu thương tại đô thị Vĩnh Long. Những ngày này, không khí mua sắm ở chợ đông vui hơn, lượng hàng hóa về chợ nhiều và đã bắt đầu mang hương vị Tết. Năm nay, các doanh nghiệp Việt có bước chuẩn bị đón đầu thị trường nên hàng Tết về sớm mà giá lại ổn định. Hàng Tết Việt có mẫu mã đa dạng, lại có nhiều chủng loại. Hiện tại, các cửa hàng đã bắt đầu trưng bày các loại sản phẩm dành cho Tết với thiết kế hình ảnh, bao bì mẫu mã đầy màu sắc, đi kèm với các câu chúc ý nghĩa cho ngày Tết cổ truyền. Theo nhận định chung của các tiểu thương, hàng Việt hiện đang chiếm lĩnh thị trường. Hàng Tết Việt về chợ nhiều đã giúp cho tiểu thương thuận tiện hơn trong việc mua bán bởi có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ rõ ràng. Cả người bán và người mua đều vui với hàng Tết Việt. Người tiêu dùng hàng Việt Nam ưa chuộng hàng Việt Nam, cho nên tôi có dự trữ hàng Việt Nam phong phú đa dạng. Như bánh kẹo bán hàng Việt Nam tôi thích hơn, cho nên tôi thấy vui hơn. Tại hầu hết các cửa hàng, quầy hàng, tiểu thương đã bắt đầu trữ hàng và trưng bày hàng Tết. Tuy nhiên, tâm lý vẫn còn khá thận trọng nên chỉ trữ hàng ở mức vừa phải nhằm chờ tín hiệu phản hồi của thị trường. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết với hàng Việt, nhiều tiểu thương còn có sáng kiến thiết kế những giỏ quà Tết hàng Việt với mức giá vừa phải để phục vụ người tiêu dùng. Theo chị Hồ Thị Kim Chi, một tiểu thương kinh doanh lâu năm ngành hàng tạp hóa, thì từ 2-3 năm nay, hàng Tết Việt dần dần thay thế các mặt hàng ngoại nhập trên các quầy kệ trưng bày. Và dự định của chị năm nay cũng chỉ nhập về hàng Việt để phục vụ Tết. Bây giờ là đang vào cái đầu của cái vụ mùa để phục vụ Tết Nguyên Đán đó, thì năm nay thì chị thấy thì cái lượng hàng hóa của các cái doanh nghiệp Việt của mình nó so với những năm trước thì như thế nào? Hàng hóa của doanh nghiệp Việt bây giờ nó cũng cải tiến nhiều, thì cũng như phát triển về mẫu mã đẹp, như nó cũng không thua gì hàng nhập. Trước giờ thì người tiêu dùng vẫn thích tiêu dùng hàng Việt, nhưng mà đôi khi cái hàng Việt nó chưa có đủ phong phú để mà phục vụ nhu cầu. Nhưng mà năm nay thì chị thấy là trong cái đợt Tết này thì hàng Việt của mình có những cái điểm gì mới so với những năm trước? Năm nay thì chị có thể chuẩn bị mấy cái hàng Việt nó nhiều hơn. Với cái hàng Việt bây giờ nó cải tiến mẫu mã cũng đẹp, với cũng ngon, chất lượng. Cũng có mấy mặt hàng mới như sô-cô-la, đồ nó cũng ra nhiều loại hơn. Rồi bánh cũng nhiều thứ hơn, như kinh đô đồ nó cũng phát triển nhiều cái loại bánh mẫu mã cũng như đẹp. Đối với các nhà phân phối, việc chuẩn bị hàng Tết đã được chuẩn bị từ cách đây 2 tháng. Từ lối khoảng tháng 9 âm lịch là đã bắt đầu nhập hàng về. Như nhà phân phối Dạng Thuận ở phường 1 thành phố Vĩnh Long hiện cũng đã chuyển hẳn sang phân phối hàng Tết Việt với các chủng loại như nước uống, dầu ăn, mì gói. Ngoài việc phân phối hàng Việt có nhiều thuận lợi trong khâu truy xuất nguồn gốc, phục vụ hậu mãi tốt, thì điều quan trọng là hiện nay các dòng sản phẩm phục vụ Tết Việt vô cùng đa dạng chủng loại. Điển hình như các loại nước uống đóng chai thương hiệu Việt đang được người tiêu dùng ưa chuộng nên thuận mua vừa bán. Từ đây đến Tết sẽ là cao điểm của việc phân phối hàng, nên xe vận chuyển hàng hóa đi khắp các huyện thị trong tỉnh từ sáng đến tối mới kịp tiến độ. Anh nhận thấy là năm nay thì cái lượng hàng phục vụ Tết Nguyên Đán năm nay mà của các cái doanh nghiệp Việt Nam sản xuất á, thì anh thấy so với mọi năm thì nó có gì thay đổi hoặc là phát triển hơn không? Năm nay ra mấy mặt hàng Tết thì có những hàng lạ,
nó kiểu mẫu mã rồi nó tốt hơn, nó coi nó sạch, nó đẹp hơn, nó mặt hàng nó nhiều hơn, đa dạng hơn, đó, thì chất lượng nó cũng tốt hơn ngày xưa. Theo anh nhận thấy thì khi mà mình phân phối hàng Việt đó thì nó có gì thuận lợi hơn so với việc mà mình phân phối các mặt hàng ngoại nhập? Hàng hóa rồi đi có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ nó tốt hơn gì. Hàng đồ kia nó cái nhãn mác đồ kia nó rõ ràng hơn, quản lý thị trường đến kiểm thì kiểm tra đát đồ kia thì nó yên tâm hơn. Hàng Việt ngày càng tiến bộ là cảm nhận rõ nét nhất của các tiểu thương kinh doanh lâu năm. Đơn cử như đối với mặt hàng mỹ phẩm, càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt tham gia thị trường. Điều quan trọng là dòng sản phẩm Việt không chỉ phát triển về số lượng mà còn có bước cải tiến đáng kể về chất lượng. Đối với dòng hàng hóa mỹ phẩm thuộc top hàng Việt Nam chất lượng cao thì ngày càng hiểu hơn tâm lý của người tiêu dùng. Mỹ phẩm Việt không chỉ có ưu thế cạnh tranh về giá mà các nhà sản xuất còn hướng đến dòng sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Không chỉ các loại sản phẩm chăm sóc da, ngày nay còn có sự đa dạng của các chủng loại chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, phục vụ nhu cầu hàng ngày của phái đẹp. Cô nhận thấy là so với trước đây thì bây giờ cái mặt hàng hóa mỹ phẩm mà hàng Việt của mình thì nó có gì thay đổi hơn so với trước không cô? 2 năm gần đây thì mấy cái hàng Việt Nam thì nó đẹp mà nó phong phú, nó ra mẫu mã rất là đẹp. Như là mấy cái hãng có chất lượng như là Horacao nè, rồi Lana nè, là mấy cái hàng này nó chất lượng lắm. Khách người ta lại xài nhiều, mà tốt nữa, giá thì nó cũng vừa xài, không quá mắc. Giống như năm nay thì thấy là khách hàng đã xài hàng Việt nhiều, là lựa những hàng có thương hiệu nổi tiếng. Bây giờ thì người bán của mình khi mà giới thiệu về hàng Việt thì cũng thấy là tự tin hơn so với trước đây rồi, phải không cô? Đúng vậy đó, giống như mỗi lần thì hàng Việt của mình thì nói thì không dám đưa lên mạnh. Tại vì hàng quá nó làm chất lượng nó không có ổn. Sau này thì những cái hãng nó nổi tiếng rồi thì hàng quá xài rất là tốt. Gần 30 năm kinh doanh cái mặt hàng này đó, thì đối với hàng Việt thì cô có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Có nhiều người ở nước ngoài đó, người ta cũng về người ta mua mấy cái dầu gội như là Hoa Bưởi nè, bột kết Horacao nè, về bển xài, nên thành ra mình thấy bây giờ hàng Việt mình nó cũng uy tín. Mùa Tết cũng là cái mùa mà mọi người hay mua sắm mỹ phẩm để mà có thể đi chơi Tết đó. Thì cô nhận thấy là mùa Tết năm nay thì các cái doanh nghiệp Việt đã có một cái bước chuẩn bị như thế nào để có thể phục vụ tốt cho người tiêu dùng Việt? Đến Tết rồi thì mấy cái doanh nghiệp của Việt Nam thì người ta chuẩn bị hàng hóa rất là phong phú luôn. Hàng hóa thì mình gọi lúc nào cũng có đầy hết. Nhưng mà hàng nó rất là tốt nên thành ra cái người nào ai mà xài nó gọi là rất là thích. Đối với lĩnh vực thời trang, mùa Tết năm nay hàng Việt dường như đã khoác lên mình chiếc áo mới. Tại đô thị Vĩnh Long, những thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Ngoài giá cả hợp lý, thời trang Việt còn có bước cải tiến về phân khúc khách hàng lẫn phong cách phục vụ, giúp cho người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa hơn. Em cũng cảm thấy rất là mừng cho cái ngành công nghiệp may mặc cho của nước nhà cũng có thể cạnh tranh so với lại những cái mặt hàng ở nước ngoài. Có nhiều mẫu mã, nhiều kiểu và nhiều màu sắc để có thể mình lựa chọn, và cái chất liệu nó cải thiện hơn. Năm nay mặt hàng của thời trang của em thì nó đa dạng hơn. Nó lúc trước thì nó đánh vào giới trẻ, giờ nó có thêm mặt hàng về trẻ em. Đồ đạc của nó thì cũng nhiều lắm. Đủ loại mặt hàng hết. Rồi Tết năm nay là tụi em có chương trình khuyến mãi để mà giảm giá. Mỗi tuần hàng của em đều về hết. Mà trữ lượng hàng hóa về cũng rất là nhiều chị. Nó đa dạng sản phẩm hết. Mà nó về chất lượng. Rồi cái giá cả của nó thì cũng phải chăng. Lúc trước thì khoảng tới 5 nhân viên thôi. Còn bây giờ thì chị quản lý ở đây, chị tuyển thêm vô 4 người nữa. Là tụi em phải là
ngày nào là khách mà vô mua đồ là tụi em phục vụ từ ngoài cửa đi vô. Rồi hàng quá thì ngày nào cũng phải trưng bày theo ngày đó. Không khí Tết đã về sớm hơn mọi năm với sự đổi mới và tiến bộ của hàng Việt. Những bước tiến về nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, về nâng cao chất lượng, mẫu mã, phong cách phục vụ và sự đa dạng của đủ mọi ngành hàng đã giúp cho việc chuẩn bị hàng Tết của các tiểu thương thuận lợi hơn. Đẹp mắt nhất vẫn chính là các mặt hàng trang trí Tết. Nếu như những năm trước, sân chơi này dường như dành hẳn cho các sản phẩm ngoại nhập, thì năm nay, lượng hàng được chuẩn bị nhiều lại chính là các sản phẩm thuần Việt. Hàng trang trí Tết của Việt Nam sản xuất có thế mạnh cạnh tranh riêng với những lời chúc, câu đối mang nhiều ý nghĩa cho ngày Tết. Đặc biệt nhất là các loại dây treo, liễn treo và các bức tranh mang phong vị Tết với niềm tin sẽ mang đến một năm mới an khang, thịnh vượng. Năm nay cái thị trường Tết đó, mùi đó, nó cũng sôi động từ đầu tháng Giêng. Nó có những cái điểm mới là cái hàng Việt nó rất là nhiều mà nó phong phú. Những cái mặt hàng nó mới như đại khái như là những cái dây pháo treo Tết bằng giấy, bằng mốt mà nó rất là đẹp, nó rất là phong phú để mà người ta trang trí cái cổng. Ngoài ra còn một số cái mặt hàng của nhà nhập nước ngoài, nhưng mà đa số ở đây là coi như có tem, có nhãn mác cho bán trên thị trường. Chị hy vọng là năm nay thị trường nó sẽ rất là sôi động, tại vì đa số thì bà con mình chỉ có mấy cái ngày Tết mà ai cũng tập trung để làm một năm vất vả để mà trang hoàng, trang trí nhà trong những ngày Tết thôi. Thành thử ra chị hy vọng là năm Ất Mùi này thì cái thị trường, cái hàng Tết nó cũng rất là sôi động. Những đổi mới của hàng Việt hy vọng sẽ giúp cho người tiêu dùng Việt có nhiều thuận lợi trong việc mua sắm Tết năm nay. Và tiểu thương cũng cảm thấy vui hơn, không khí Tết về sớm hơn cùng niềm tự hào, người Việt bán hàng Việt. Không khí chuẩn bị tất bật lượng hàng hóa thuần Việt phục vụ người tiêu dùng đã giúp cho hương vị Tết Ất Mùi 2015 dường như đã đến gần hơn với mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cảm nhận được không khí chuẩn bị hàng hóa Tết tất bật của các tiểu thương tại đô thị Vĩnh Long, và hy vọng là với những tiến bộ của hàng Việt như là chúng ta vừa nhìn thấy thì chúng ta sẽ có một mùa mua sắm Tết Ất Mùi 2015 thật tiết kiệm và ý nghĩa. Xin được chúc cho hàng Việt trong năm mới này sẽ có nhiều thắng lợi mới hơn nữa. Và chương trình Đời Sống Đô Thị xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau.